nhìn mặt thú nhìn. Người thân trai ít mẹ chửi chữ gì tao cũng hơi của chú ra hỏng phải không? Thế là 44 cộng 3 năm bằng nhiêu nhỉ? 44 á? 44 cộng 35. Chú tính xem, chú học không? 77 á? Chú biết mà. 73 chứ. Ê chú ơi! 79, 79 nè. Cái này mang đi chỉ biểu này. 79 nè. 77 chứ. 77 á? 44 cộng 35 à? Cái này là để thêm cái này. 43 năm à? Đúng rồi. À đúng rồi, 79. Chú lên. Tính siêu thế nhỉ? Cho máy đấy bạn thế sao đi học chưa? Mai bắt đầu đi trường rồi đấy. Mai đi trường à? Mà không biết mai người còn mai cả cháu không lên là không lên. Cháu đi mua cặp sách. Có ai mua đi làm gì? Đi tập trung. Mua cặp sách này, mua bút vở này. Lớp lớp chín bên kia biết hết rồi. Đây mà đi chú đi cùng quay cho. Ờ đi điều. Đi cùng đi quay. Thì mai đi nhiều trẻ con lắm chú ơi. Cần là đi cùng đi quay video mà còn vlog mà. Rồi nhưng mà bên đây không được. Nhưng mà mình quay vlog không phải không phải là quay cái này đâu. À quay vlog có thể quay trẻ con được. Ừ, quay được mà. Thì cái đấy chú ra rồi cháu cháu quay được hết. Thôi quay đấy quay nó chuẩn hơn. Thấy nick của Tuấn Anh nắm cái tin hết nhỉ? Đúng nhiều lắm nhưng mà xem hết tin rồi à? Xem hết và tâm hết cái con nào ngon ngon rồi nhá. Đâu cái nick kia mẹ có nhiều lắm nhưng không...